Tên toàn là tiếng Campuchia nên không biết. Lê Mạnh Hùng vừa chạy vừa tác nghiệp. À, đây là khu vực biên giới qua cái cầu Rontavia, khu vực biên giới Campuchia để qua cửa khẩu Mộc Bài. Đây, cửa khẩu Mộc Bài. Đây là qua cái tàu có tên là Frontiania, tiếng Campuchia đọc không được, đó là cửa khẩu đường qua cửa khẩu.